Xin chào các bạn đã tới kênh vlog của mình. Thì hôm nay tôi với lại một thằng em tôi sẽ làm một thử thách là đi vào tất cả những cái showroom đóng tôi mới hóa trang xong hết rồi. Đi này đi thôi. Cọc 50 triệu đi. Hai anh em tôi đi coi xem là đi tất cả những các hãng ở thành phố này. Tiếp tôi chu đáo để tôi mua xe. Đấy, thường là mặc như này là nó ít tiếp lắm. Hôm nay tôi làm thử thách là coi xem là bên nào tiếp tôi nhiệt tình. Tôi sẽ mua xe bên đấy. Đấy, mời các bạn đi cùng với tôi. Ở đây. Đây là thằng em mà nó đi quay dấu kín cho tôi. Đó, nó quay dấu kín đấy. Có nghĩa là quay là không ai biết được là bọn tôi đang quay. Hello. Tôi đang đi sang sang hãng Kia trước đấy, xong rồi tôi qua hãng Ford xem là các bạn ở bên đó những người tư vấn xe bên đấy như thế nào. Mình đứng tham khảo dòng gì hả anh? Hay là thì đang để cho anh ấy tham khảo cái dòng xe, mấy dòng xe đó. Mình là về kinh doanh hay là mình mua để mình đi thôi ạ? Dạ, mua thì đi gia đình thôi. Đi gia đình thì thực sự là đường ở nhà làm nông. Mình ở huyện nào anh? Huyện Cờ Rông Năng. Dưới Cờ Rông Năng thì hiện tại bây giờ ở dưới huyện ấy mà xe dòng xe 5 chỗ á, thì hiện tại bên em là cái thằng Eco số bút này. Thì bây giờ là anh Quan giới thiệu cho cái anh đấy. Chủ người là máu lắm, máu mua lắm. Tại anh hay là tụi em đang tìm hiểu cái dòng, chưa biết mua dòng nào, cũng đang đi học bằng đây. Nhưng mà anh cho em hỏi một chút, mình làm về doanh nghiệp hay là mình mua để đi gia đình á? Cái này mua đi gia đình. Đi gia đình ấy thì thực sự mà anh ấy, bây giờ em chỉ có tầm 600 triệu thôi, cái này bao nhiêu tiền đấy? 600 triệu hả? Con này thì hiện tại bây giờ đó là phiên bản cuối cùng rồi, con này xong xuôi nó rơi vào 1 tỷ.
vô lăng hỗ trợ bằng điện, sinh ba, hệ thống sinh ba, tức là sinh ba nó giống như thằng sinh iPhone là của mình, tức là nó giống như là thằng iPhone của mình. Mình kết nối điện thoại bằng bởi Bluetooth xong là ok, là lần sau là nó tự tải tải lên vào về đây, mình gọi và nghe bằng trên này, tức là mình gọi và nghe bằng điều điều khiển bằng giọng nói hết, nhưng mà chẳng qua nó cái phiên bản nó là bằng tiếng Anh. Dạ đúng rồi, đó nó cũng bị hạn chế một chút, nhưng mà thực ra thì mình đã kết nối điện thoại rồi thì mình nghe nhạc rồi xem phim ở trên này rồi, hoặc mình kết nối điện thoại thì mình có thể nghe điện thoại ở đây. Ủa mà bên này không có nhân viên vậy rồi bây giờ mình biết cách nào mình hoạt động ta? Anh kia anh lại ra tiếp khách ngoài rồi. Bây giờ anh kệ đi, sao hết. Họ nghĩ mình đóng mặc đồ này họ đeo tiếp á, thôi đi như vậy, đi về đi. Thì sau một hồi tôi đi qua hai showroom thì Kia tôi sự không hài lòng chút nào cả. Tôi vào mà thứ nhất là chẳng ai ra tiếp, nước thì chẳng mời. Xong rồi mẹ đứng tiếp cho tôi thì cứ tiếp sơ sơ rồi bắt đầu nhìn đi đâu tôi chẳng hiểu, mẹ khách tiềm năng thế này mà nó không tiếp tôi, không biết nó tiếp ai. Thế là tôi chán quá tôi vào thẳng kho gì mẹ mãi nói chuyện với ai chẳng thèm tiếp tôi, bó tay coi chán coi chê, bắt đầu là ra là lộn là tưởng cái anh máy quay là anh ấy mua xe. Tôi đi ra chỗ khác tôi coi chán thôi chê. Anh em tôi nó mới kêu chỉ tôi mua xe, nó mới qua nó tiếp tôi. Nước không mời luôn. Chán, đi hang khác. Giờ tôi lên hang Honda. Giờ lên hang Honda để coi xem mà trên nó như thế nào. Bao nhiêu? Một cầu à? Rồi, tôi đã đi xong bên hãng Honda rồi. Giờ anh em uống nước phát, nghỉ ngơi, uống dừa cho nó mát. Thôi mời anh em nhé. Vâng, thì tôi đi được 3 hãng rồi. Bây giờ chắc tôi đi thêm một cái hãng Nissan nữa, coi xem như thế nào. Honda thấy em nó thì đẹp rồi đấy, thích đẹp thôi. Mà tư vấn thấy chưa nhiệt tình lắm, chán, thôi đi hãng khác. Rồi chúng ta cùng đi hãng Nissan xem như nào nha.
Rồi, mời anh uống nước ha. Anh đã tìm hiểu dòng xe bên em chưa? Em cũng đang tìm hiểu sơ sơ rồi. Anh tìm hiểu được dòng nào rồi anh? Em sáng giờ đi coi mấy hãng. Vậy anh đã được chọn được chiếc nào cho mình chưa? Cũng chưa. Thì anh cũng đang thử qua bên này coi xem là có dòng nào phù hợp với anh. Anh mua xe mình đi chơi hay là mình vừa đi làm vừa đi chơi? Anh thì ở huyện á. Nếu mà đi huyện thì có xe càng rồi. Dạ. Muốn mua xe để gia đình thôi. Gia đình với huyện với lại khu vực mình đây thì mình được chọn mấy chiếc gầm cao cao chú anh hả? Đúng rồi, anh cũng đang tính mua cái dòng gầm cao cao. Anh cho phép em gửi anh cái báo giá bên em đó nha. Đây là cái dòng xe mà bên em đang phân phối á. Giá này là giá V cho anh. Giờ lúc mới ra mắt hôm thứ bảy vừa rồi, cái Trail Vesery á, cái phiên bản nó dành riêng cho thị trường Việt Nam mình thôi. Em nói sơ sơ để anh em mình vừa ngồi uống nước vừa tìm hiểu thôi. Còn tí nữa anh đi đường xa uống nước đỡ mệt rồi mình tìm hiểu sơ xong. Tính năng an toàn á, mà nó đang đứng đầu trong phân khúc hiện giờ. Nó là con hai cầu. Gầm của nó, cái khoảng sáng gầm xe của nó đang cao nhất nhì trong phân khúc hiện nay đó anh. Con này là con bạn giữa của bên em, con là một cầu. Dạ, mời anh ngồi sang nha. Cảm thấy thoải mái á. Dạ, ghế kia. Bên em có cửa gió điều hòa riêng cho anh phía sau bên này. Gia đình của mình cũng mát ở nhà mát. Dạ, không ảnh hưởng ra hết. Ghế toàn bộ bên em là ghế da hết nha anh nha. Riêng cái phần phân khúc này, ghế da hết cho mình. Nội thất là màu đen. Nhìn rất là sang. Màn hình này to chứ. Dạ, màn hình bên em đang to nhất nhì luôn á. Hãy cấp nhà anh có chế độ thể số thể thao cho mình đi luôn. Chứ như mình nhà mình ở huyện này thì hay có đường trơn lầy á anh. Lúc mà anh đi gặp lầy đó thì anh đi một số thể thao. Để hộp xe nó lên. Số này là hộp số có anh em tìm hiểu trên mạng nó có hai chế độ mà. Dạ. Sàn như là 7 cấp thế này như là số lưu động nó là hộp số vô cấp mà. Dạ đúng rồi anh, số vô cấp. Hãy cấp cho anh nha. Đây là cái mẫu mới ra mắt của bên em. Đây thì nó có cải tiến cho anh này. Cái giải đèn led chạy ban ngày luôn nha. Đèn sương mù á, đèn cản của nó cũng có giải led luôn nè. Đèn cái led này chạy ban ngày được và nó chạy lúc mà anh không nhanh bảo vệ luôn, thích hợp cho anh luôn. Và nó bị khác biệt nữa là cái giải led chạy trong cái gương chiếu hậu của anh á. Còn anh bật báo rẽ thì nó sẽ chuyển sang màu vàng. Chỗ cái gương chiếu hậu đó là thế này, nó sẽ chạy dẫn màu vàng. Dạ đúng rồi anh, có logo đây. Nhìn lúc mà anh mở cửa buổi tối á thì rất là sang. Mấy con xe khác là chưa có cái tính năng này. Dạ, riêng con bên em là tính năng này nó quyền năng. Nội thất của nó là ghế da toàn bộ hết luôn. Em mời anh ngồi vô trong để xe luôn. Dạ màn hình là 10 inch nha anh. Nó có kết nối wifi, bluetooth. Anh thao tác mọi cái là trên nút vô lăng này hết. Anh kết nối với điện thoại của anh đi ngoài đường xa, anh nghe điện thoại rồi anh có thể bấm điện thoại. Anh bấm trên đây tùy chỉnh nhanh luôn này. Nút tùy chỉnh. Dạ. Nghe gọi chỉnh âm lượng, chỉnh tất cả mọi thứ là chỉnh hết trên vô lăng. Và anh rất là tiện. Ghế này là ghế chỉnh điện 8 hướng nhanh nha. Hộp số con này cũng là hộp số vô cấp. Với số tự động và số thể thao 7 cấp hết cho anh nha. Dạ. Con này thì đang có rất nhiều chức năng. Hệ sóng thu khí của nó là 6 túi khí nha anh nha. Con này bên em có sẵn phát nghe nhạc á, độc quyền cho anh á. Nếu anh muốn đi đường xa mà gia đình mình mệt hết rồi, ngủ hết rồi mà anh buồn ngủ á thì anh kéo và anh chỉnh một mình bên anh nghe thôi. Không là nút đều. Dạ cái này là hỗ trợ đổ đều. Con này bên em thì đang trang bị rất là nhiều hệ thống hỗ trợ cho anh. Hệ thống hỗ trợ đổ đều nè, khóa cầu V-Sign nè, cửa hành ngang dắt nè, chống trơn trượt nè, chống bó khoanh ABS nè. Rất là nhiều tính năng an toàn cho anh luôn. Còn em xin giới thiệu với anh luôn. Đây là nút khóa cầu. Con này có hai cầu nên có nút tùy chỉnh khóa cầu riêng cho anh. Dạ. Chứ anh đi vô đường lầy mà xe anh
bị lầy á, thì anh khóa cầu, anh khóa trên hai cầu, anh đi hai cầu, anh để nó sẽ phân tán lực của cái bánh xe bị lầy ra cho ba bánh kia sẽ kéo cái bánh bị lầy lên. Còn mấy cái xe bình thường á là cái bánh lầy á là anh khoan anh đạp á là nó cứ nó đào cái hướng lên và nó sẽ lún sâu xuống. Dạ đúng rồi anh ạ. Nhà mình thì hiện tại đã đi con nào chưa anh? Chưa. Kết chiếc này là bạn, kết chiếc này khá đẹp. Bây giờ thì hiện tại nên em đặt là hàng có sẵn và đã lấy luôn, chuyển về cho anh cũng tháng là có rồi. Tháng sau anh lấy là vừa đẹp luôn á. Anh dự định tháng sau lấy đúng không? Anh ngày vay vốn ngân hàng nữa thì cái gì ngày mai em cho ngân hàng điện cho anh để làm việc. Dạ. Anh muốn vay tầm 50%. Dạ đúng rồi bác. Dạ anh vay 50% ok. Tại vì lãi suất của nó sẽ dao động từ 0.70 tới 0.78, nó sẽ cố định trong một năm đầu của anh luôn á. Thì 100 triệu thì anh chỉ trả tầm 750 tháng thôi. Bây giờ vay sẽ dễ, anh vay 50 thì bên em liên kết với ngân hàng rồi á thì thủ tục nó sẽ rất là nhanh. Bây giờ anh đặt cọc bao nhiêu được? 10 triệu được. Dạ được á, 10 triệu được anh đặt cọc bao nhiêu? Để em làm những chương trình giữ xe cho anh á, và là đặt xe cho anh. Thôi, chúng ta đi nhé. Dạ rồi, cảm ơn anh nhé.